Chỉ là anh cô chấm luôn âm thầm bước về phía nắng ấm tìm em, thế mà cơn mưa đêm xóa hết kỷ niệm. Rồi ok, nay thì chúng ta sẽ theo chân Sasuke đi săn toàn bộ boss trong cái trò NR2. Thì đây là một game lậu nhưng mà cày nó khó hơn bản gốc rất là nhiều các bạn. Đây là một game lậu nhưng mà cày nó ấy khổ hơn bản gốc rất là nhiều. Để minh chứng cho điều đó thì hôm nay mình sẽ đi săn boss. Thì ít ra bên bản gốc ấy, săn boss các bạn có thể lốt đồ, lốt các thứ đúng không? Bên này thì cũng vậy. Săn boss bên này chủ yếu sẽ lốt 3 sao, lốt cải trang, lốt đồ thần linh và lốt ngọc, lốt mảnh mảnh thiên sứ. Mặc dù như thế nhá, cái tỷ lệ boss bên này rất là thấp các bạn. Mặc dù máu nó trâu này, con này 1,5 tỷ máu nhá, mình pem cho bạn xem. Tí lốt được đúng một cái mảnh thiên sứ, mà trong trò này nha, mảnh thiên sứ 999 mảnh thì nó mới đổi được một cái đồ thiên sứ. Và đồ thiên sứ ấy thì thật sự nó cũng không quá mạnh, nó cũng như bản gốc. Đam của đồ thiên sứ thì găng, ví dụ như găng thì cũng chỉ có 10k thôi, nó không quá mạnh. Nhưng mà được cái này, cái trò này này nó cho sẵn set kích hoạt rồi, vì thế đồ thiên sứ trong này nó rất là mất giá trị ấy. Bởi vì là mặc định nó có set kích hoạt rồi nên là cái đồ thiên sứ vào đây nó rất là si đa các bạn, nó không kiểu quá quan trọng lắm. Đây nick kia nhặt được rồi thì nó được một viên 3 sao các bạn. Ở được một viên 3 sao nhá, nick kia vừa lụm nhá, thì nick này không ăn. Mình phải kẹp hai nick ý, thì mới đam được con này. Chứ bây giờ một nick của mình có 400k đam thôi. Pem thì gần được 4 triệu, pem cả chí mạng ấy thì gần được 4 triệu thì ăn con này kiểu kiếp sau các bạn. Nên là mình sẽ kiểu kẹp thêm một nick nữa. Con đệ nick này này thì nó chẳng có gì các bạn, chưa có đồ ấy. Cái này này hôm qua mình pem quái rớt ý, hoài niệm vãi trưởng ra. Pem pem quái rớt còn đấy, tức là hôm qua mình treo ấy, pem con ốc sên xong nó lốt được cái quần này, kiểu hoài niệm vãi trưởng ra. Như kiểu là cái này này chỉ trong trong bản gốc ấy, trong bản gốc thì đánh quái lốt cái đồ sao ấy, ngày xưa hay úp đồ sao xong bán hoài niệm vãi chưởng, nhưng mà bây giờ nó chẳng quan trọng nữa rồi. Ngày xưa thì lốt được đồ sao là hiếm vãi chưởng rồi đấy. Mình nhớ là mình ngày xưa chơi nhá, mình pem cái con Apple ấy, bản gốc nhá, ngày xưa pem con Apple lôi được cái găng da xay da, cái găng 20 triệu sức mạnh ấy, găng 20 triệu sức mạnh nhưng mà 800 năm gốc nhá. Găng 20 triệu sức mạnh nhưng mà 800 năm gốc. Ngày xưa nhớ là kiểu cái đồ VIP nhất mình pem từ quái ra ấy. Còn ba đồ 3 sao thì ngày xưa vẫn ra nhiều. Chứ trong bản này, này thì cái set kích hoạt nó mặc định là cho rồi. Nên là nó theo mình thấy ấy, game nên giảm sức mạnh của cái set kích hoạt mặc định đi. Giảm ví dụ như liên hoàn ấy, giảm tầm 70% của nó đi ấy, cho đam nó đỡ ảo. Rồi xong kiểu nâng cấp set kích hoạt từ đồ thần linh các thứ ấy. Nói chung là cái game này nó nhỏ lắm các bạn. À, chơi thì bây giờ nó rất là khó chơi. Bắt đầu với người mới rất là khó luôn. Chủ yếu các bạn phải nạp tiền hoặc là đi mua vàng thì mới chơi được. Chứ các bạn tự cày thì không có chuyện có thỏi vàng đâu. Thứ nhất là do cái đồ trong này nó không bán được. Thứ hai là vật phẩm trong này kiểu người ta cũng không quá cần ý. Người ta có thể kẹp nick sell được. Đây, được mảnh áo nhá. Pem tụt quần được mảnh áo. Thì bây giờ mình sẽ chuyển qua pem sell nhá. Hoặc con Black Goku thì nó hơi trâu tí, mình cũng lười. Để mình check 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 khu được cái. Chắc là mình sẽ thử đi pem con Black Goku nhá. À, con Super chứ nhỉ? Nãy mình giết con Black rồi. Con Black thì có 500 triệu thôi. Thì nó cũng khá là hợp lý. Nhưng mà con Super thì nó nên tận... À đâu, con Super Black thì nó không trâu bằng cái con Super Black trong team các bạn. Trong team Mobi ấy, thì Super Black thì như là 2 triệu, 2 tỷ máu chứ nhỉ. Còn trong này thì nó chỉ có 1 tỷ thôi. Nhưng mà Pem nó cũng rất là khổ ấy. Được cái trò tái tạo năng lượng suốt ấy. Để mình Pem thử nhá. Mình sẽ Pem full bot. Nhưng cái con bot có thể lôi đồ trong trò này ấy. Thì có một số con như kiểu doanh trại hoặc là bản đồ kho báu ấy thì nó nhỏ nữa các bạn ạ. Doanh trại nhá, nó đẻ hơn cả team Mobi cơ. Các bạn thấy không? Đi doanh trại nó đẻ hơn team Mobi. Mặc dù các bạn có thể lốt được tỷ lệ là có thể là tầm hai một cái bản đồ kho báu trở lên. Team Mobi thì có một cái thôi đúng không? Nhưng mà trò này có thể lốt nhiều hơn một cái. Nhưng mà nó nhỏ lắm các bạn. Cực nhỏ luôn. Để bữa nào mình làm video đi doanh trại cho. Nói chung là nó như này. Thì đi doanh trại tỷ lệ ngọc rồng giống hệt tỷ lệ team Mobi. Tỷ lệ lốt ngọc rồng ấy như kiểu là 3 sao, 4 sao, ai nhầm không có 3 sao chứ nhỉ. Cái tỷ lệ nó lốt ngọc rồng ấy giống hệt team Mobi nhá. Xong còn cái vụ đi thì nhỉ, win danh trại nhưng mà nó không được nhặt ngọc rồng các bạn. Mặc dù win danh trại nhá nhưng mà các bạn sẽ không được nhặt ngọc rồng. Ít ra trong team Mobi nhá, khi bạn win danh trại đúng không, các bạn được đi một vòng để nhặt ngọc rồng. Trong trò này thì không, win là xong là hết. Xong đó nhá, đi bản đồ kho báu thì con trung úy xanh nơ mặc định là 1 tỷ máu nhá. Con trung úy xanh nơ cái map cuối mặc định là 1 tỷ máu. Pem con đấy các bạn biết rớt gì không? Lốt được một viên 4 sao. Đấy là may rồi các bạn. Nhiều bạn Pem không lốt gì cơ. Pem mặc dù level 1 nhá,
Nhưng mà cái con boss xanh lơ ấy nó sẽ là 1 tỷ máu thì phải. Hôm qua mình đi Never, đây con này này tái tạo rồi, chắc là giết được nó, giết kịp không nhỉ? Đây, giết kịp quá. Rồi, lơ được mảnh áo nhá. Không? Bây giờ mình sẽ qua ba con sale nhá. Thì trong trò này thì nó có mấy con boss này thôi. Boss thì nó cũng khá là ít nhưng mà được cái nó ra nhiều ấy. Con sale thì cứ 5 phút ra một lần. Mấy cái con châu châu như vậy này thì nó tầm 10 phút. Nó kiểu hình như là có người hay sao ấy. À đâu, không không. Nick của mình hết. Kiểu mình kẹp 3 khu ấy để tìm cho nhanh ấy. May mà cái trò này nó chỉ có 11 khu các bạn. Nghĩa cái trò này có 20 khu là mình nghỉ game thật. Không còn động được để chơi. Thứ nhất bây giờ chơi thì nó fix cái vàng rồi ấy. Fix cái đi ngọc rồng sao đen à, thì sẽ được 5 thỏi vàng mỗi giờ. Thì nó sửa rồi. Nó sửa thì chỉ còn 1 tỷ vàng thôi. Tức là mỗi giờ ấy, ngọc rồng sao đen chỉ được 1 tỷ vàng. Mà bây giờ các bạn biết rồi đấy, đập đồ thì kiểu 7 sao thì 120 triệu một hit. Đập 7 sao 120 triệu một hit. Tỷ lệ thì như là 1%. Nó khu mấy nhỉ? Khu 9. Tỷ lệ 1%. Không biết tại sao là chúng nó lên được 7 sao ghê thật. Đây nhá, có khu 9 này, mình sẽ kẹp hai nick qua pem. Con này thì không cần chó nhá, xem một thì 150 triệu, nó khá là trâu. Trong team mobi thì nó có tầm hai mấy triệu thôi, nhưng mà trong trò này phải 150 triệu để nó cân bằng các bạn. Sale thì có tỷ lệ lốt được cái mảnh quần nhá. Vừa nãy thì nó hút nhanh quá, chắc là để mình tắt hút cái bản kia nhá, để cho bạn xem đồ này. À, xem cho rõ này. Đây con sale 2 thì cũng không cần chó nhưng mà thôi, chó cho đẹp các bạn. Sale hôm 2 nick kia thì pem được gần 7 triệu. Nick này thì pem được hơn 4 triệu thì nó cũng nhanh, mấy con này nó cũng đơn giản. Nick kia thì nó có đồ điện tử cơ, cái này thì không có các bạn. Rồi, lỡ được cái mảnh quần. Ấy nhá, vật phẩm của người khác à? Một viên 3 sao nữa các bạn. Ừ, tính ra hôm nay tỷ lệ ra 3 sao nhiều ấy. Ờ, tính ra lúc ừ, chắc là mình phải quay, chắc là mình phải săn bot rồi mình quay video lại ấy, để nó lốt 3 sao nhiều chứ nãy giờ nhá. Pem hai con kia như là lốt được một viên. Ừ. Pem hai con quýt với con kia kìa thì rớt được một viên. Pem sale rớt được một viên cũng ngon rồi. Black thì ngày xưa mình pem được một cái giày. Ờ, với cái nhẫn thời không. Cái VIP nhất từ con Black nhá. Mình vẽ được cái nhẫn thời không với lại cái giày. Cái nhẫn thời không thì nó chưa mở map. Cái giày thần linh trái đất thì nó cũng chẳng có giá. Bởi vì là trò này này, người ta dùng hết set kích hoạt mẻ rồi. Đồ thần linh vứt đi. Đồ thần linh còn bây giờ nó có chức năng nâng cấp đồ các thứ ấy thì nó đỡ, ngày xưa toàn vứt đi. À, áo thần xảy ra. Phải sướng. Không có sao ạ. Tính ra mình biết 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 chơi chọn săn bot ấy thì mình cứ quay video lại. Kiểu đất gì cũng đốt đồ ngon các bạn. Thật sáng giờ mình săn từ từ hôm qua đến sáng giờ nha, chẳng đốt cái món gì, xong tự nhiên hôm nay quay video phát mẹ 3 sao rồi còn áo thần nữa cơ. Hôm qua nha mình đem chụp con chẳng đốt con áo, chẳng 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 đốt cái viên 3 sao cơ, thậm chí nó không có mảnh thiên sứ cơ ấy. Ít ra kiểu cái mảnh thiên sứ thì sau này cày trăm thì có thể nâng cấp đúng không, nhưng hôm qua mình đem boss nó chẳng đốt mảnh thiên sứ cơ, ác thật chứ. Sao con thì con này một chó nữa đi, thì kẹp hai nick thì nó được ưu điểm là nó các bạn đỡ phải đầu tư nhiều ấy. Ví dụ như nick này này thì mình chỉ đặt 6 sao thôi. Đấy, full 6 sao. Còn con đệ thì không có luôn. Con đệ không có đồ luôn. Đấy. Cái cải trang này là săn từ cái con sói sói trong làng sói, tí mình sẽ vào cái map đấy nhá. Cải trang này khá là ngon, cải trang này có thể là ngon nhất game nhá, cho chơi sức đánh. Chơi sức đánh thì cái này ngon nhất game. Ở lướt mảnh quần kìa. Rồi, vật phẩm người khác có mảnh quần nữa các bạn, không có gì nữa. Con xe hung này thì nó giữ được cơ chế như kiểu nó bom với lại Thái Dương Hạ San từ team Obi ấy, cũng khá là thú vị. Nhưng mà kiểu nó cũng chẳng chẳng ảnh hưởng nhiều lắm ấy, bởi vì thêm vào thì nó kiểu lag lag thôi, thi thoảng nó sẽ bị lag các bạn. Lag là sao? Lag là kiểu các bạn chơi xong kiểu các bạn hồi sinh không được ấy, bởi vì con này nó đấm đấm chết ấy, xong hồi sinh tích được ấy, cay vãi chưởng. À, áo thần thì bây giờ cũng ngon nhỉ, hình như là mình đủ một set thần linh xảy ra rồi. Đây giày, ừ, có đủ một set thần linh, chắc là mình cho đi. Còn thức ăn bên bên cái trò này này, 1 tiếng nhá, ví dụ úp thức ăn ý thì bạn sẽ mặc full set thần linh. Nhưng mà 1 tiếng ấy thì may các bạn được một thức ăn là quá quá may rồi. 1 tiếng các bạn lốt được một cái thức ăn là quá may mắn rồi ấy. Không phải là bình thường nữa các bạn. Rồi con siêu bộ hung thì nó sẽ là rơi vào tầm vẫn chưa sói vẫn chưa ra này. Rồi, rơi được cái mảnh mảnh áo á, có mỗi mảnh áo thôi. Thấy không? Nó khổ vãi xưởng ra, xong 999 mảnh ấy, nãy giờ không có mảnh găng cơ. Cái quan trọng là cái ngon nhất trong cái đống này 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 thì là mảnh găng. Nhưng mà các bạn biết làm sao để có mảnh găng không? Săn bot thì nó sẽ tỷ lệ ngẫu nhiên rơi ra 3 loại mảnh nhá, áo quần găng. Tức là các bạn phải săn khoảng 3.000 con bot. 3.000 con đấy nó phải đầy đủ vật phẩm. Thì suy ra nó phải các bạn phải pem tầm 4.000 con bot. Ừ, các bạn phải giết tầm 4.000 con bot thì may ra các bạn được một cái mảnh thiên sứ, à, được cái găng thiên sứ. 4.000 con mà con nào cũng tỷ máu như vậy. 4.000 con nhá.
may ra thì mới được các bạn ạ, bởi vì một số con nó không đốt item cơ, nhà may ra khoảng 4.000 con các bạn mới đủ nhá. Còn bây giờ mình sẽ thử này, ăn cái cuồng nộ thì nó sắp hết rồi, tầm mình mấy giây nữa. Black Goku chắc là mình sẽ ăn nốt con Black nhá, bởi vì là nãy ăn Super rồi đúng không? Nhưng mà tại con sói chưa ra ấy, tại cái con sói trong làng nó chưa ra. Con sói đấy thì các bạn sẽ mất 300 triệu để vào vào map nhá. Thì có thể dùng capsule để giữ 300 triệu ấy. Mỗi lần vào các bạn có thể dùng capsule lại ấy, thì nó sẽ đỡ tốn 300 triệu. Không nào mỗi lần vào nó mất 300 triệu ấy. Rồi rơi gì không? Rồi rơi được mảnh áo, vãi sưởng không có mảnh găng luôn. Chết mẹ nãy nó xuất hiện đâu nhỉ? Mình quên không xem con Black ở ai, sói sói 3G đi rồi. À nãy em thông báo mình không để ý, sói 3G thì nó rơi vào tầm bao nhiêu máu thế? Nó rơi vào tầm 350 triệu thì con này thì nếu mà ăn cuồng nộ thì không cần chói. Mà chắc là mình sẽ chói mình chưa hồi ý, chắc là để con sau đi. Con này chưa cần chói thì con sói này này rơi cải trang là ngon nhất game, bởi vì sao? Thứ nhất là cải trang của nó có sát thương chí mạng. Thứ hai là có sát thương cận chiến. Thứ ba là sức đánh cao. Sức đánh tối đa hình như rơi vào tầm 30%. Sát thương cận chiến tối đa hình như là 20%. Sát thương chí mạng thì nó cũng rơi vào tầm 20%, nhưng mà ấy, để mà lốt được một cái cải trang sát thương chí mạng rất là khó các bạn. Mình hôm qua thì mình có một cái sát thương chí mạng, nhưng mà hạn sử dụng của nó một ngày thôi nên nó mất rồi. Còn bây giờ thì cái con này này nó không có sát thương chí mạng, nhưng mà được cái là sức đánh với sát thương cận chiến khá là cao, nên là các bạn thấy 400k sức đánh pem 4 triệu là do đấy đấy. Rồi lôi được 3 sao. Ồ tuyệt vời nhỉ. Chắc là kiểu mình phải quay vừa săn bot vừa quay video thôi bạn, bởi vì quay video phát mẹ nó rớt đồ kinh vãi chưởng ra. Các bạn có thể săn cái này, các bạn chơi chơi cái này nhiều thì các bạn sẽ thấy cái trò này nó lớp vật phẩm nó nghèo nàn hơn ở Team Mobi cơ. Team Mobi thì các bạn còn lớp vật phẩm bấm bấm các thứ, thi thoảng được đổ 6 sao các thứ đúng không? Cái trò này không, lơi rơi 3 sao là mừng vãi chưởng rồi. Bởi vì 3 sao là sẽ ép được sức đánh ý. Nick này thiếu mấy viên nhỉ? 1 2 3 4, 4 viên này. 4 viên nữa là được còn một set sư phụ 6 sao. Có con đệ chắc là mình sẽ không không có đồ ấy, bởi vì nghèo vãi chưởng ra. Các bạn biết kiếm 3 sao trò này nó khó vãi chưởng ra ấy. À, chắc là mình sẽ không ép đồ cho đệ để vậy thôi. Tầm 400k sức đánh chơi cũng ok rồi. Vàng thì còn 600 triệu này. Rồi, rớt gì không nhỉ? Không, có cái mảnh găng của người khác các bạn, được mỗi mảnh găng. Rồi, trong này có ba con sói nhá. Thì con cuối cùng thì nó là con trâu nhất thôi. Còn tỷ lệ ra đồ thì nó cũng giống ba con sale các bạn. Không phải cứ con nào càng 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 về sau nó càng ra mạnh đâu. Tỷ lệ thì nó cũng giống sale thôi. Nên là pem con này cho nó đỡ nhàn ý, với lại kiểu đi di chuyển con này nhanh hơn. Cái trò này thì nếu mà bây giờ ấy cải tiến nhá, nép xác kích hoạt mặc định, tức là cái trò này các bạn có thể úp xác kích hoạt, thì nép cái xác kích hoạt úp ấy còn 70% thôi, và nép item xuống 70% để cho nó đỡ đam ảo. Nép ví dụ item 100% HP đúng không, thì nép xuống 70% thôi. Tiếp theo là đến cái đồ, cái cách nâng cấp đồ ấy, thì là sẽ cho một món thần linh bất kỳ cộng trứng ma bư là một món kích hoạt bất kỳ thần linh, được chưa? Đỡ phải hủy diệt đi. Là một món thần linh kích hoạt bất kỳ, thì như vậy nó sẽ tiêu thụ được đồ thần linh và nó sẽ tiêu thụ được trứng ma bư. Trứng ma bư là săn ma bư ấy, ăn nhầm, săn super brownie mà tỷ lệ nó rất là thấp các bạn. Tỷ lệ ăn ví dụ tỷ lệ super brownie thì nó cũng giống tỷ lệ với con này này. Có con nó sẽ rơi trứng, có con nó sẽ không rơi. Ô vãi trưởng, 3 sao à? Cải trang sói các bạn, được cái cải trang sói. Cái trang này thì nó 20% sức đánh và 14% sát thương cận chiến, 3 sao, hạn sử dụng 2 ngày. Để chắc là mình để cho bạn sâu nhé, sâu cái trang bạn xem. Đây. Đấy. À, chết bật nhập. Đây thì cái trang nó đây nhá, vừa nhặt được cái trang này này, sói 3G cũng khá là tuyệt vời. Nick này thì sức đánh trâu hơn tí. Đấy thì săn 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 boss trong trò này nó chỉ thế thôi. Đồ thần thì chắc là tại mình quay video nó mới ra. Chứ ngày trước ấy mình quay video ấy thì nó cũng rơi ra được cho mình một cái món ngày trước quay video ấy thì nó rơi cho mình nhẫn thần linh ảo vãi xưởng ra, kiểu đang quay video ấy xong tự nhiên úp câu rơi ra nhẫn thần linh ảo thật đấy. Chắc là mình sẽ giao dịch 3 sao ép nốt cái đồ này. Rồi, ok, đây là cái trò NRO2. Trò này thì nói chung là cày, thứ nhất là cơ chế bây giờ rất là nọ, thứ hai là cày bây giờ khổ hơn Team Mobi nhiều. Mặc dù các bạn có thể là thấy là mình kiểu nó sẽ chơi 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 thì sướng hơn, nhưng mà kiểu nó ít người ấy, với lại kiểu bây giờ buôn bán nó cũng chẳng phát triển ý. Còn cái đống vật phẩm trong trò này đau đầu lắm các bạn. Cái đống vật phẩm trong trò này nhức đầu lắm. Ví dụ như này đây, chuyển hóa đồ kích hoạt nhá, đồ kích hoạt VIP, nâng cấp đồ kích hoạt xong bây giờ trong này có một đống đá nữa cơ, trong đá bảo vệ này, đá chuyển đổi này, mẹ mấy cái đá này đau đầu vãi chưởng ra. Trong khi đắt vãi chưởng ra, thỏi vàng bây giờ chỉ có thể nạp nhá,
Bây giờ chỉ có thể nạp mới có thỏi vàng. Xong miệng cái đống đá bảo vệ 30 thỏi vàng, đá xanh nam 10 thỏi vàng. Trong khi vàng thì đếch có, kiểu cày thì bây giờ không thể nào kiếm được thỏi vàng. Bởi vì sao? Bởi vì bây giờ đồ bán không ai mua, nên là cũng chẳng kiếm được thỏi vàng. Giá như bạn úp đồ rơi thỏi vàng thì ok. Anh nhầm, úp 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 câu ấy, rơi đồ để bán lấy thỏi vàng thì ok. Mà bây giờ đồ chẳng ai mua, úp câu cũng chẳng lướt đồ nữa. Nói chung là trò này nó nhỏ hơn ngày trước rất là nhiều. Ngày trước kiểu còn đông đông người chơi ấy, xong bây giờ kiểu game nó ra mấy cái chức năng này dẹp hết, chẳng ai chơi nữa các bạn, khá là buồn. Thì mình cũng kiểu chơi trò này kiểu giải trí nên là nó cũng phù hợp với nhu cầu của mình, nhưng mà phần đông thì chắc là không. Cái này 8 sao nhá, mình đập tầm mất 5 tỷ. Cái này 8 sao nhưng mà mình chia sẻ thật, mình đập mất tầm 5 tỷ nhá. Bởi vì sao? Mình đích biết nữa, cái này bị ảo ấy các bạn. Bình thường ngày trước nhá, ngày trước mình đập 350 tỷ, ngày trước 350 tỷ nhá, được 4 món 7 sao. Xong hôm nay mình đập cái giáp luyện tập này này, tầm 5 tỷ nó lên 8 sao đấy.